ta rất là nhiều và các du khách cũng như là nhiều người. Chào mọi người nhá. Đã rất là thích. À, hôm nay trên đường đi tác nghiệp để đưa tin về cái hiện tượng thời tiết đóng băng tại cao nguyên đá Đồng Văn. Mình tranh thủ dùng bằng máy điện thoại lưu lại một số hình ảnh để giúp cho mọi người có thể thấy cao nguyên đá Đồng Văn nó đẹp đến mức độ nào. Hôm nay thì thời tiết xuống đến 0 độ và ở trước mặt mình thì các cái quả đồi, những cái ngọn cây đã đóng băng. Trước mắt mình đang chuẩn bị đưa các bạn đến một cái khung cảnh ở phía xa, hoa mận hoa đào đang đóng băng rất là đẹp. Thì các bạn sẽ được quan sát trực tiếp những cái cây đào, cây mận. Xin chào tất cả mọi người. Ôi Toàn này, đi lấy cái cục pin cho anh vào. Đi. Ủa, chạy đi hộ anh vào. Anh lên. Đi hộ anh vào. Các bạn thì có thể thấy là một đồng nghiệp của mình cũng hai anh em đang đi tác nghiệp để đưa tin lên truyền hình, nhưng mà thấy hiện tượng thời tiết đẹp quá. Đây là một cái hiện tượng thời tiết mà có thể vài năm có lần các bạn nhé. Kẹo mình sẽ quay vào gần để quay xem cái bà con dân trong đấy. Trước mặt mình là bạn phóng viên Thiện Ngay. Cả anh em cùng làm cái ekip để đang đi thực hiện cái nhiệm vụ đưa tin về cái hiện tượng thời tiết rất là thú vị như này. Đó, phía xa xa thì một con chó đang sủa đến đây các bạn. Wow, các bạn ơi. Tí nữa các bạn sẽ được quan sát qua cái hình ảnh mà mình lưu lại thực tế. Cái hiện tượng cây này gần như đã đóng băng rất đẹp đây. Gần như sắp gãy rồi. Những cái giọt nước lại. Wow. Mọi người hãy nán lại để mà theo dõi thêm nhé. Trước mắt mình là một cái khung cảnh rất là đẹp, hoa đào nở, hoa mận nở, nhưng mà lại cái hiện tượng thời tiết đóng băng, một hiện tượng băng giá phải nói là rất là hiếm có tại cao nguyên đá Đồng Văn. Các bạn có thể quan sát phía xa xa kia là một vườn đào đang xen vào đấy là những cây mận đang nở hoa rất là đẹp. Đây là trên đường vào một cái hộ dân ở thôn Lao Sa, xã Sùng Là, huyện Đồng Văn. Wow. Khắp núi đồi đều đóng băng rất đẹp. Triệu Nghệ cũng là một người con ở Đồng Văn. Hiện tại đang công tác cho đài phát thanh truyền hình tỉnh Hà Giang. Wow. Đây có một gốc đào đẹp quá các bạn ơi. Đây các bạn có thể thấy là hình ảnh những bông hoa đào đang bị đóng băng này. Các bạn có thể thấy là khắp núi đồi đều trắng bốp bởi hiện tượng băng giá. Một cái khoảnh khắc thiên nhiên rất là thú vị mà cũng hiếm khi xảy ra. Wow.
Wow, đẹp quá các bạn ơi. Kia là một bạn nhỏ đang ra đón mình. Chào cháu. Chào chú. Hôm nay cháu có đi học không? Hôm nay cháu có đi học không? À, vì sao đi? À, vì sao không đi học? Lạnh quá phải không? Phải. À, thế mai lạnh này chắc cô giáo cũng cho nghỉ đúng không? Đúng. À, cháu học lớp mấy rồi? Cháu học lớp 2 rồi. Học lớp 2 rồi à? À, thế cháu đưa chú vào nhà cháu chơi một tí được không? Được. Ờ, thế nào, đi, cùng đi. Wow, các bạn ạ, rất là vui hôm nay mình gặp được một bạn nhỏ. À, chính là chủ nhân tương lai của ngôi nhà phía trước mặt đây. Chờ chú nữa nhá, cho chú đi cùng nhá. Các bạn có thể thấy là đây là những cây đào đang chuẩn bị bung hoa khoe sắc. Tuy nhiên gặp một cái hiện tượng thời tiết băng giá này thì hoa cũng không thể nở được các bạn ạ. Đây, có lẽ là hoa không thể bung lên được. Cháu năm nay hoa được nghỉ đúng không? À, đây là bạn nhỏ bạn vừa nói là hôm nay rất là lạnh. Đây, đây là mẹ. Chào mẹ các chị nhá. Nhà mình đây là chị. Vâng. Ôi trời lạnh như này thì thôi chắc là hạn chế đi ra ngoài thôi nhỉ. Các chị đang chuẩn bị đi làm gì đấy? Ra đây. Đứa trẻ này nó chạy ra như này. À, thế hôm nay lạnh này thì mình có chân thả gia súc không hay là chỉ ở nhà thôi? Hôm nay lạnh này là mình không chân thả gia súc, mình ở nhà thôi. À, nhà mình nuôi những con vật gì chính nhỉ? Nhà mình nuôi bò chị. À, lạnh này thì cũng không thể thả bò đi được đúng không? Vâng. Gần như là. Thế thì có đi cắt cỏ bò được không? Không, không đi cắt cỏ bò lạnh lắm. Thế thì cho bò ăn bằng thức ăn gì nhỉ? Bằng thức ăn khô mình để dành. À, rồi. Đấy, các bạn có thể thấy là người Mông ở vùng cao ấy thì thường tích trữ những cái thức ăn cho gia súc để vào mùa đông ấy, những ngày lạnh như này ấy, thì sẽ không thể chăn thả gia súc đi được mà sẽ phải tích trữ thức ăn để mà chống chọi với cái giá rét những ngày đông băng giá lạnh này. Wow, các bạn ơi, đây là những cây mận đẹp quá. Bác tên là gì nhỉ? Bác tên chị tên là gì? Em tên là gì? Đây các bạn có thể thấy trước mặt ấy là một cây đào cổ thụ. Hiện nay thì cái đào đã đóng băng, hoa cũng không thể bung nở khoe sắc được nữa. Mình rất là may mắn hôm nay được một cậu bé sẵn sàng đưa mình đến thăm nhà. Đây là nhà cháu phải không nhỉ? Phải. À, cho cháu đi chơi cùng một tí nhá. Chú ở thăm nhà cháu một tí nhá. Wow, đẹp quá các bạn ơi. Đây, mình đang bước vào nhà của một bạn nhỏ. Đây là mẹ và chị của bạn này. Wow, nhà bạn. Ôi, đẹp chưa cây hoa này. Trời ơi, đẹp quá. Đây một cây hoa cũng đang đóng băng các bạn ạ. Đây là một cái hiện tượng băng giá rất là hiếm có các bạn nhé. Trồng mấy củ rơi đúng không? Gần như là trắng toát hết luôn. Đẹp chưa các bạn, cây đào và phía sau đằng sau này. Cậu nhỏ rất là thông minh nhé, cậu này học lớp 2 thôi nhưng mà rất là giỏi. Cháu học ở đâu? Trường Súng La. Năm nay cháu học lớp 2 đúng không? Đúng. À, giỏi cháu quá tên nhỉ. Cái tên Tháp. À. Tên đầy đủ là cái gì? Súng Văn Thắng. Súng Văn Thắng. À, rất là giỏi. À, con lạnh như thế này thì mình được nghỉ học đúng không? Mình về nhà thì ít đi lại thôi nhá. Đi ra ngoài. Cháu đi tham quan nhà cháu một tí nhá. À, các bạn thấy này, một cái hiện tượng mà kể cả chăn nuôi thì cũng tạm dừng ở những cái ngày thời tiết lạnh này.
Wow, các bạn ơi, mình đang lạc vào cái không gian mà cứ như kiểu qua phim ảnh là ở bên châu Âu các bạn ạ. À đấy à, được rồi, không sợ đâu. À, đây là cái khoảnh khắc mà các bạn có thể được tham quan một cái hộ gia đình đồng bào dân tộc Mông tại cao nguyên đá Đồng Văn. Vào những ngày đông như này thì mọi cái hoạt động chăn thả gia súc cũng như là chống rét cho người đều được thực hiện và chăm sóc gia súc tại gia đình. Wow, đây là một cái cảnh đẹp quá. Ô, cái này nở mới đẹp này. Cái này. Lạnh như này thì nhà mình có mấy người nhỉ? Mấy chị em. Em thấy là lạnh như này thì bảo ban đây cháu em ạ, em nhỉ? Cháu. Cháu à, thì lạnh quá thì thôi, đi lại nhiều lạnh lắm nhỉ. Wow. Các bạn có thể thấy đây, cạnh cái chuồng chăn nuôi bồ câu của gia đình, một hộ gia đình dân tộc Mông ở đây. Đẹp quá ạ. Wow, ăn cơm chưa? Thì ăn cơm chưa? Ăn rồi. Ăn rồi à? Thế bố đi đâu rồi? Bố. Hôm nay bố đi đâu rồi? Hôm nay bố đi nhà cũ rồi. À, đi nhà cũ rồi à? Đúng. Có hai nhà phải không? Đúng. À. Nhớ đi à, này dù bố đi chùa. Ừ. Ê, nhìn cái nào đấy nhìn này hả? Hắn đâu tùa? Hả? Hắn đâu tùa? Ố tùa hả? Ố tùa nữa? Hả? Ôi em dù hắn đâu tùa nhiều à? Pleo tùa. Pleo tùa? À, các bạn có thấy là mình vừa nói tiếng Mông, mình cũng là một phóng viên, một người dân tộc ở cao nguyên đá Đồng Văn. Mình sinh ra và lớn lên ở Đồng Văn và hiện tại đang là phóng viên của kênh truyền hình địa phương Hà Giang. Mình vừa hỏi chị chủ nhà là gia đình mình chăn nuôi cái gì, chị bảo là chị đang gia đình chị chăn nuôi 4 con bò và 2 con lợn. Và những cái ngày thời tiết khắc nghiệt này thì mọi cái hoạt động chăn thả gia súc đều bị phải tạm dừng lại. Và đối với người đồng bào người Mông đây thì thường là quen với cái hiện tượng thời tiết như này, và thường là tích trữ những cái thức ăn để cho gia súc có thể chống chọi với cái rét khắc nghiệt này để vượt qua cái mùa đông. Wow, đẹp quá. Ơi. Ừ. Các bạn ơi, mình xin tạm dừng tại đây nhá. Và hiện tại là mình phải sử dụng cái thiết bị chuyên dụng để ghi lại một số cái hình ảnh về chăn thả gia súc cũng như chăm sóc gia súc để đưa lên truyền hình Hà Giang cũng như là các cái kênh truyền thông của cả nước. Chào mọi người nhá.